Xin chào cả nhà đã quay lại với post livestream của thẩm mỹ viện BBUT BB Thanh Mai. Cả nhà ơi, ở trên phòng điều trị của chúng ta thì đang có hai chị khách hàng mình đang làm các cái liệu trình làm đẹp tại BB. Ở đây thì không gian cầu thang được chị Mai trang trí những cái hình ảnh cùng với các nghệ sĩ để lưu lại kỷ niệm này. Mình cùng di chuyển lên phía trên ha. Đây là không gian tại lầu 1. Thì hiện tại phòng này là phòng 2.1.1 nè. Thì ở đây là có phòng 1.2 và 1.3. Cả nhà thấy không gian BB có đẹp không ạ? Hiện tại thì có hai vị khách mình đang ở trong phòng điều trị 1.2. Thì bây giờ mình cùng vô trong để xem là các chị đang làm liệu trình gì nhé. Em chào bác, em chào các chị ạ. Em chào hai chị khách của chúng ta ạ. Cho em xin phép quay hình một xíu nha. Cả nhà ơi, đây là hiện tại một chị khách mình đang làm công nghệ sóng cao tần nè. Còn ở bên cạnh thì chị khách của chúng ta đang làm cái liệu trình đó là làm công nghệ PRP. Bác đang làm cái liệu trình huyết tương giàu tiểu cầu cho chị khách của chúng ta nè. Không biết tình trạng làn da của chị khách chúng ta như thế nào và tại sao BB Thanh Mai lại lựa chọn liệu trình này cho vị khách của chúng ta ha, thì chúng ta cùng trao đổi một xíu với bác Hồng ạ. Em chào bác. Bác ơi, không biết là chị khách của chúng ta đang bị vấn đề gì trên làn da thì bác với ha? Chị khách của chúng ta đang điều trị hôm nay thì chỉ có cái vấn đề đó là chị bị hai cái nám và hai má. Nám hai má, da chỉ khô, da chỉ có cái dấu hiệu của lão hóa da. Không đều màu da. Thì hôm nay mình thực hiện đó là cái liệu trình sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu để mà điều trị cho da của chị. Thì phương pháp này thì giúp là trẻ hóa làn da, giúp cho sáng da, đều màu da và mình hỗ trợ cho cái việc điều trị nám cho của chị khác. Thì sau cái liệu trình này thì mình sẽ làm thêm khoảng 3 đến 4 lần nữa để da chị càng ngày nó càng cải thiện hơn, da nó khỏe hơn. Đồng thời là mình sẽ giúp cho cái việc cái vấn đề nám sắc tố trên da của chị cải thiện. Bác ơi, có nhiều vị khách hỏi là không biết là làm cái liệu trình này thì sau bao lâu mình sẽ cảm nhận được cái kết quả thể hiện trên làn da của mình ạ? Thì thường là sau một lần điều trị đầu tiên là khách hàng đã thấy có cái sự cảm nhận rồi. Da mình khỏe hơn, da mình đã có cái sáng hơn, đều màu da hơn. Thì sau khoảng 2 đến 3 lần sau mình làm thì cái hiệu quả càng ngày mình thấy nó càng rõ. Em cảm ơn những chia sẻ của bác ạ. Em mời bác điều trị tiếp cho chị khách của chúng ta nhé. Cái huyết tương giàu tiểu cầu này nó hay ở cái chỗ đó là nó phù hợp với đủ mọi loại da luôn, từ da khô, da dầu đến da nhạy cảm, da dễ bị kích ứng. Cái nguyên nhân mà khiến cho cái liệu trình này nó phù hợp với cái da của mình đó chính là do mình lấy trực tiếp cái huyết tương, cái máu tự thân của bản thân, sau đó được ly tâm để lấy cái huyết tương giàu tiểu cầu, và cái huyết tương giàu tiểu cầu đó cấy vô cái làn da của chúng ta thì sẽ cung cấp một cái môi trường vô cùng tốt, đầy đủ các dưỡng chất để có thể tái tạo cái làn da của mình. Thì khi đó da của mình vừa được tái tạo mà nó vừa là thích ứng hoàn toàn 100% luôn, nên là mình không có lo gì trong cái quá trình mà mình điều trị bằng công nghệ huyết tương giàu tiểu cầu cả nhé. Đối với các anh các chị mà mình gặp các vấn đề về da mà ở tình trạng vừa, ví dụ như mình bị vấn đề nám tàn nhang này, hay sẹo rỗ, hay có cái tình trạng lỗ chân lông hơi to, làn da không được đều màu, thì cái phương pháp huyết tương giàu tiểu cầu này là vô cùng phù hợp. Và cả nhà biết không, tại BB Thanh Mai đang có chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt cho cái liệu trình này. Mình chỉ tốn chi phí có 1 triệu một lần điều trị. Cái chi phí vô cùng rẻ và vô cùng tiết kiệm cho cả nhà mình, để cả nhà mình có thể lựa chọn và điều trị, cũng như là mình tái tạo của mình được đẹp hơn, trẻ hơn, sáng hơn. Lượng nghệ sĩ truyền tay nhau về các cái dịch vụ trẻ hóa da hay các cái dịch vụ làm đẹp, giảm béo tại BB rất là nhiều, nên là số lượng các nghệ sĩ tới cũng rất là đông, và nhờ đó các khách hàng cũng tin tưởng hơn rất là nhiều để tới với BB. Một phần cái công lao này cũng là nhờ những cái công nghệ tại BB vừa không xâm lấn, an toàn mà hiệu quả mang lại thì vô cùng là tốt. Nên các khách hàng dù đã tới BB lần thứ nhất rồi vẫn quay lại lần thứ hai, lần thứ ba để có thể trải nghiệm tiếp các cái dịch vụ khác tại BB Thanh Mai.
rất nhiều các khách hàng đã đến đây nhờ sự tin tưởng vì các nghệ sĩ nổi tiếng đã tới BB Thanh Mai trải nghiệm cũng như là rất là hài lòng với các dịch vụ tại BB Thanh Mai. Bây giờ BB Thanh Mai sẽ cùng cả nhà xem qua một số các cái hình ảnh các nghệ sĩ đến với BB Thanh Mai nhé. Đây chính là ca sĩ Sĩ Thanh ạ. Đây là MC Minh Tuấn, người rất là thành công trong vai trò làm MC trong chương trình Zone FM. Cả nhà có nhận ra đây là ai không ta? Đây chính là ca sĩ Ngọc Anh. Chị thì sử dụng các công nghệ làm đẹp của BB ở ngoài chi nhánh ở Hà Nội là số 74 đường Tô Hiến Thành. Và chị Ngọc Anh cũng đã từng vô Sài Gòn và trải nghiệm các công nghệ làm đẹp ở trong Sài Gòn luôn, tại số 2 đường Bùi Thị Xuân. Và ngoài ra thì chị Ngọc Anh cũng giới thiệu cho cả mẹ để đến làm các cái liệu trình làm đẹp tại BB đó. Một gương mặt vô cùng quen thuộc đó là danh hài Chí Tài. Cả nhà biết không, hôm nay là ngày 9. Hôm nay thì anh Chí Tài cũng có hẹn đến với BB để làm tiếp cái liệu trình công nghệ Anthropy để giúp nâng cơ trẻ hóa da đó. Đây là MC Thanh Thảo nè, người rất là nổi tiếng trong vai trò MC của chương trình là Tâm Sao Thất Bản. Và hiện nay thì chị đang sở hữu riêng một cái trung tâm để chuyên giảng dạy về làm MC. Đã nữ diễn viên Ngô Thanh Vân cả nhà nhé, và rất nhiều các cái nghệ sĩ khác nữa. Diễn viên Buka. Anh Chí Tài thì vừa làm cả ân thơ vừa làm cả thơ ma nè cả nhà. Cả nhà có thể thấy cái làn da của anh thay đổi rất là nhiều sau cái liệu trình làm đẹp tại BB ạ. Em cũng quay cho cả nhà xem cái không gian phòng 1.2 của BB Beauty luôn nha. Cả nhà ơi, ở tất cả các phòng điều trị của BB Thanh Mai thì BB đều có những khu vực toilet riêng. Và bây giờ thì mình cùng tham quan một xíu cái khu vực toilet ở trong phòng 1.2 của chúng ta luôn nhé. Đây chính là cái phần khu vực toilet. Thì mình sẽ di chuyển vô đây ha. Ở trong phần này thì có cả nhà tắm này cũng như là nhà vệ sinh luôn. Đó, có cái khu vực mình xoay gương. Tất cả đều là trang trí cũng như là thiết kế theo thiết kế 5 sao và cũng như là đảm bảo được cái sự an toàn và riêng tư trong cái quá trình khách hàng tới với BB làm dịch vụ. Cả nhà ơi, đừng quên những chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn tại BB như các chương trình về trẻ hóa da với các công nghệ cao từ Anthropy cho đến Therma, hay là các công nghệ như là Laser Red Light và công nghệ Nano Collagen hay là huyết tương nhỏ tiểu cầu. Tất cả các công nghệ tại BB trong tháng này đang có những chương trình ưu đãi vô cùng là hấp dẫn. Cả nhà nhanh đăng ký các chương trình để có thể giữ gói ưu đãi cũng như là làm đẹp với chi phí tốt nhất nhé. Rất cảm ơn cả nhà mình đã luôn dành thời gian theo dõi các post livestream của BB Thanh Mai. Và đừng quên số hotline của BB là 1800 6617. Và nếu có những thắc mắc nào cần được giải đáp ngay, cả nhà có thể liên hệ ngay từ số hotline của BB là 1800 6617 và inbox cho fanpage của BB để được tư vấn sớm nhất nhé. Rất cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian để mình theo dõi livestream. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những chuyên mục livestream sau ạ. Xin chào.